Kem ô tô xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay bên mình có nhập được về thêm một chiếc xe. Mình làm clip này để quay cho anh em quá trình đi lấy xe tại ga về cửa hàng của anh em mình. Các bạn đón xem chiếc xe hôm nay Kem ô tô nhập về được là chiếc xe gì nhé. Hiện tại thì anh em mình đã đến ga. Thì đây là chiếc xe hôm nay bên mình lấy về. Ở đây cũng có một vài chiếc xe anh em nào gửi từ trong đó ra này, từ trong Sài Gòn ra này. Đây hình như là một chiếc đây hình như có lẽ là một chiếc R15 độ. Bây giờ anh em mình sẽ bóc chiếc xe ra nhé. Đây là chiếc Z1000 đăng ký tháng 8/2018 bản thường anh em nhé. Chiếc xe hiện tại ô đô khoảng 9.000 cây nên là còn rất là mới. Bây giờ thì anh em mình đã đổ xăng xong rồi, mình sẽ nổ máy. Toàn bộ quá trình anh em mình đi lấy chiếc xe từ ga về cửa hàng. Anh em nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.